Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Triêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Amy Nguyễn với tựa đề Bi kịch đời út hoa. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày và quý vị nào thích nghe truyện audio chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net ở đây chúng tôi có rất nhiều truyện từ truyện ma đến truyện tâm lý xã hội ngôn tình trinh thám để phục vụ cho quý vị và còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của triển chiêu nhờ trận mưa đêm qua mà khí trời vào hè vốn dĩ nóng hừng hực của buổi sáng, hôm nay bỗng trở nên mát mẻ lạ thường. Sen mùa này nở rộ, nhuộm hồng cả mặt sông rộng lớn. Út hoa sắn ống quần lên ngang gối rồi lội xuống sông, hái mớ bông sen chất lên chiếc xuồng nhỏ của mình để trở ra chợ sáng. Trèo được một quãng, con nước đột nhiên dao động mạnh, làm cho chiếc xuồng của út hoa trọng trành qua lại. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, thì cô bỗng nghe thấy tiếng cười khả ố của một gã đàn ông vang lên. <laughs> Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh đẹp quá vậy nè. Út hoa ngoái đầu, nhìn ra phía sau, thì trông thấy một chiếc khe máy đang dí sát đuôi xuồng của mình, làm cho sóng nước đẩy xuồng lắc lư nghiêng ngả, Út Hoa vội la lớn. Anh lái ghe xa xa ra tôi một chút đi, xuồng của tôi sắp lật rồi. Gã, át, đàn ông lập tức ra lệnh cho tên đẩy tớ đang điều khiển ghe. Mày nghe người đẹp đó dễ chưa? Máu cách xa xuồng của người ta ra xa một chút, kẻo làm té người ta. Tên đẩy tớ lái thuyền ra xa một quãng, nhưng không tiếp tục chạy phía sau xuồng của út hoa mà tiến lên song song với cô ở vị trí này gã đàn ông càng nhìn rõ dung mạo xinh đẹp của út hoa hơn nét đẹp trong trẻo của cô gái ở độ tuổi trăng tròn làm cho gã nuốt tước miếng cái ực nghĩ thầm trong bụng không ngờ rằng ở cái làng này cũng có cô gái xinh đẹp như vậy tuy không quay mặt nhìn lại nhưng út hoa cũng cảm nhận được đôi mắt của gã đàn ông nãy giờ cứ dán chặt vào mình Cô cố gắng chèo nhanh tay hơn để có thể thoát khỏi gã. Nhưng sức lực của hai bàn tay sao có thể bị được với máy móc. Út hoa chèo tới đâu thì ghe của gã đuổi tới đó. Dường như muốn theo cô ra tận chợ mới thôi. Bực mình út hoa ném cho gã đàn ông ánh mắt tức tối rồi quát. Anh làm gì cứ theo tôi hoài vậy hả? Anh có ý đồ gì? Gã đàn ông nở nụ cười lấy lòng. Ê, anh nào quỹ đồ gì, chỉ là thấy cô em dễ thương quá nên muốn làm quen thôi. Tôi bận mang sen ra chợ bán rồi, không có sành làm quen với anh. Cần gì ra chợ cho nắng nồi, cực thân hả em? Số bông sen này em bán bao nhiêu, anh mua hết. Tên đẩy tớ thấy chủ muốn tán gái nên cũng phụ họa theo. Cậu Bành nhà tôi là con của ông chủ đồn điền giàu có nhất ở cái xứ này. Cô hài bán bao nhiêu cứ nói, cậu tôi mua tất. Út Hoa chẳng quan tâm mấy lời ngon ngọt của đôi chủ tớ kia mà xoay đầu trèo xuồng đi một mạch. Nhưng gã bành nào chịu buông tha cho Út Hoa, gã ra lệnh cho tên đẩy tớ phải lái ghe song song với cô để gã có thể thoải mái ngắm nhìn, trêu chọc người đẹp. Bỗng có một chiếc xuồng từ trong ngã rẽ chạy ra, áp sát xuồng của Út Hoa, Người đàn ông trên xuồng tầm 20 tuổi nở nụ cười thật tươi rồi vẫy tay chào cô. Em ra chợ hả Út Hoa? Út Hoa nghe thấy giọng nói của Tâm thì mừng rỡ vội nói. Dạ, sáng em có hái được mớ bông sen nên chở ra chợ bán. Tới đây Út Hoa chợt hạ giọng. Anh Tâm có thể giúp em cắt đuôi cái ghe đó được không? Từ nãy đến giờ cứ bám theo em hoài làm em bực quá. Tâm nghiêng mắt nhìn thì trông thấy chiếc ghe máy của bành đang cố tình chạy song song với út hoa qua cách ăn mặc tâm cũng đoán được bành là công tử nhà giàu mà mấy người có tiền như gã thì rất thích trêu chọc những cô gái xinh đẹp như út hoa tâm liền nói hoa cứ để anh lo mái chèo trên tay tâm chậm lại để xuồng giảm tốc độ lùi về phía sau một chút sau đó anh điều khiển xuồng chen vào giữa út hoa và bành rồi nói nhỏ với út hoa em trèo ra trọ lẹ đi anh sẽ cản cái ghe này lại út hoa hiểu ý tâm nên ra sức trèo thật nhanh bành thấy vậy liền bảo tiên để tớ tăng tốc nhưng tâm lại đột ngột xoay xuồng nằm ngang cản trước mũi ghe của bành dẫn đến va chạm bành đang đứng trên ghe mất đả loạn trọng vài cái thì ngã luôn xuống sông Tâm bật cười khì khì rồi nhanh chóng trèo ghe đi thẳng. Tên đầy tớ thấy cậu chủ bị té vội hoảng hốt la lên. Trời ơi, cậu hãy có sao không? Bành vừa lội bị bõm dưới nước vừa hét lớn. Sao chẳng gì, còn không máu kéo tao lên. Sau khi đã an toàn ngồi trên ghe, Bành vừa vắt cái áo ướt đẫm nước của mình, vừa giít giọng mắng. Thằng khốn kiếp, dám chơi tao, tao sẽ không để cho nó yên thân đâu. Sửi một hồi thì cơn giận cũng dịu lại. Bành lại mơ màng nhớ đến dung mạo xinh đẹp của út hoa. Gã quay sang tên đệ tớ, cất giọng ra lệnh. Mày điều tra cô gái lúc nãy cho tao. Tao muốn biết cuối tên gì, nhà cửa ở đâu. Tên đệ tớ hiểu ý chủ, bật cười khi khi hỏi. <laughs> Cậu hai thích cuối rồi hả? Bành gật cô. Mấy năm qua đi học trên thành phố, Tao chưa tưởng thấy cô nào đẹp như vậy, tao nhất định phải cưới cô làm vợ. lúc này út hoa đã an toàn ra tới chợ, mớ bông sen cô hái rất đẹp nên chỉ một loáng đã bán sạch. út hoa trèo xuồng trở về nhà trong tâm trạng hồ hởi mà nào biết rằng tai họa kinh khủng nhất cuộc đời đang sắp sửa giáng xuống đầu mình. út hoa mồ côi cha từ nhỏ được mẹ là bà bảy tràm tần tảo nuôi nấng trưởng thành cô vốn có một người anh trai, nhưng vừa ra đời đã mất, nên dù hiện tại cô là con một thì vẫn được đặt tên là Út Hoa. Trở về nhà sau buổi trọ sáng, Út Hoa mua ít thịt heo nấu cháo cho mẹ. Có lẽ vì những năm tháng thanh xuân quá mức vất vả mà khi đã bước qua tuổi trung niên, sức khỏe của bà Bảy Tràm xa sút thấy rõ. Nhất là một năm gần đây, bà ho rất nhiều, không thể làm được việc gì nặng nhọc ngay cả nấu một bữa cơm cũng khó khăn toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè lên đôi vai nhỏ bé của út hoa ấy vậy mà cô gái vừa bước qua tuổi 16 không hề than vãn nửa lời một tay cô mọi chuyện trong ngoài tươm tất cháo chín út hoa múc một chén bưng đến giường cho bà bảy chàm má ngồi dậy ăn miếng cháo đi má bà bảy chàm nghe thấy tiếng con gái thì nặng nhọc mở mắt ra út hoa đỡ mẹ ngồi dậy cẩn thận đút từng muỗng cháo cho bà ăn chưa tới nửa chén cháo bà bảy tràm đã khoát tay thôi má no rồi út hoa cố năn nỉ mẹ ăn thêm nhưng bà bảy tràm kiên quyết lắc đầu út hoa thở dài má ăn ít như vậy làm sao có sức khỏe bệnh của má má biết mà không khỏe nổi đâu con đừng có phí tiền mua thuốc cho má nữa để dành mà phòng thân lỡ mai mốt má có chuyện gì thì con chỉ còn một thân một mình út hoa vội dãy nảy lên con không cho má nói những lời đó đâu má phải sống cả đời với con bà bảy chàm đưa bàn tay gầy gò xoa đầu út hoa hệt như những ngày cô còn nhỏ rồi bà nở nụ cười hiền lành dịu dàng nói chuyện sống chết không nói trước được đâu con gái à. ở cái tuổi này của má, ông trời có bắt má đi thì má cũng cam lòng. má chỉ lo cho con. nếu giờ con tìm được một tấm chồng tốt để nương tựa bản thân thì tốt biết mấy. út hoa vòng tay ôm lấy bà bảy chạm vui đầu vào lòng bà. con không cần chồng, con chỉ cần má thôi. Ba bảy chàm phì cười. Con gái ngốc cả. À, trai lớn dựng vợ. Gái lớn gả chồng. Là chuyện tất nhiên. Mà thấy thẳng tâm. Còn chút thiếm tư dằn, Cũng hiền lành. Tốt tính. Lại có ý với con. Còn thấy thế nào? Nghe thấy mẹ nhắc đến tâm. Hai má của út hoa bỗng dưng đỏ bừng. Tâm lớn hơn út hoa bốn tuổi. Hai gia đình ở sát cạnh nhau, nên từ nhỏ Út Hoa đã cuốn lấy tâm, suốt hành trình trưởng thành của Út Hoa, tâm luôn ở bên cạnh bầu bạn, có thứ gì tốt, món ăn nào ngon, tâm đều để dành phần hơn cho Út Hoa. Lúc nhỏ Út Hoa chưa hiểu rõ tình cảm của mình nên cứ ngỡ rằng bản thân chỉ đơn giản xem tâm như một người anh trai. Nhưng từ khi bước qua tuổi 15, trở thành thiếu nữ, mỗi lần ở gần tâm trái tim út hoa đều đập loạn xạ rất khác với những lúc cô tiếp xúc với các chàng trai khác út hoa phải mất cả tháng trời suy nghĩ mới nhận ra sự khác lạ ấy gọi là thích cô đã thích tâm dù đã hiểu rõ lòng mình và cảm nhận được đối phương cũng dành cho mình tình cảm tương tự ấy vậy mà út hoa vẫn không dám thành thật đối diện với con tim bởi cô lo lắng nếu mình gả đi thì sẽ không còn ai chăm sóc cho mẹ mặt khác hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau khiến trò út hoa rất tự ti sợ rằng mình không xứng với tâm dẫu tâm không xuất thân giàu có nhưng ít nhất nhà anh cũng có một mảnh ruộng để trồng lúa nhờ vậy mà chẳng phải đi làm thuê làm mướn cho ai biết bao băn khoăn lo nghĩ nên út hoa chẳng dám mở lòng mình ra đã có mấy lần tâm muốn thổ lộ tình cảm với cô nhưng út hoa đều tìm cớ cắt ngang ngăn tâm nói ra những lời trong tim mình hiện tại cô chỉ muốn tập trung chăm sóc cho mẹ mong mẹ mau chóng khỏe lại còn chuyện trai gái yêu đương cô không dám nghĩ tới út hoa đi vào bếp bưng chén thuốc còn nóng hổi lên sau khi bà bảy chàm uống xong thuốc ô đỡ bà nằm xuống giường nghỉ ngơi, rồi vác cuốc ra thăm các luống rau sau nhà của mình. Miếng đất này là của gia đình Tâm, thương cho hoàn cảnh mẹ quá con côi của bà bảy tràm, nên cha mẹ Tâm đã chia cho hai người họ một góc nhỏ để trồng rau khoai mang ra chợ bán kiếm sống qua ngày. Tuy phần đất được cho này không lớn, nhưng nhờ có nó mà bà bảy tràm có thể nuôi nấng út hoa trưởng thành và nay khi bà bảy tràm không còn đủ sức khỏe chăm bón cho những luống rau thì tới lượt út hoa thay mẹ gánh vác công việc đây cũng là nguồn thu nhập chính của hai mẹ con cô hiện tại hàng xóm thấy út hoa quẩn quật với đám rau suốt ngày mà bán thì chẳng được bao nhiêu tiền nên bảo cô xin đi giúp việc cho mấy gia đình giàu có mỗi lần nghe mấy lời đó út hoa chỉ cười trừ chứ chẳng ừ hữ hay phản đối gì Cô biết mọi người muốn tốt cho cô nên mới có lời khuyên. Nhưng vì phải chăm sóc cho bà Bảy Tràm nên cô chỉ có thể làm những công việc quanh quẩn gần nhà để tiện trông non mẹ. Bệnh tình của bà Bảy Tràm ngày một nặng hơn. Cơn ho như xé gan xé phổi cứ kéo dài không dứt. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp được út hoa đều đem đi mua thuốc cho mẹ. Nhưng tình trạng của bà chẳng có chút tiến triển nào. Mỗi khi đêm buông xuống, bà bảy chàm thường ho rất nhiều. Những lúc như vậy, út hoa đều thức trắng để canh chừng mẹ. Cũng như buổi tối hôm nay, trời mưa giả dích, bên ngoài, hòa lẫn cùng tiếng ho dài rũ rượi của bà bảy trăm làm cho út hoa lo lắng khôn cùng. Cô trong đèn ngồi bên giường mẹ, đưa tay sở lên trán của bà thì tá hỏa nhận ra bà đang bị sốt. Út hoa vội nhúng cái khăn ấm trường cho mẹ, đợi thêm một lúc vẫn không thấy nhiệt độ giảm đi. Bà Bảy chàm còn ôm ngực ho mạnh đến nỗi có vài giọt máu chảy ra khỏi khóe miệng làm cho út hoa kinh hãi. Cô lật đật đứng dậy, chạy sang gõ cửa nhà tâm giữ trời mưa gió. Chú Tư, Tiếm Tư, cứu má cháu với. Đang ngủ thì bỗng nghe thấy âm thanh đập cửa inh ỏi kèm theo giọng nói nức nở của út hoa chú tư dằn vội vàng bật dậy chạy ra mở cửa có chuyện gì vậy cháu út hòa bật khóc mà cháu sốt cao còn ho ra máu cháu sợ quá lúc này thím tư dằn và tâm cũng đã bước ra cửa tâm nhanh chóng nói Tiếng má sang nhà thím bảy trước con đi tìm chú năm thầy thuốc dứt lời tâm mặc kệ màn mưa dày đặc mà xông thẳng ra ngoài Út hoa nhìn theo bóng lưng tất tả của tâm mà khóe mắt cây xẻ, trong lòng dâng trào xúc động. Chưa đầy 15 phút mà tâm đã quay trở lại với chú năm ở trên lưng. Vì trời đang mưa, đường xá đầy bồn đất trơn trượt mà chú năm thì đã có tuổi, đi đứng không được nhanh nhẹn như trai trẻ, nên tâm đã cõng chú trên lưng chạy thẳng đến nhà út hoa cởi chiếc áo tơi trên người xuống chú năm lật đật đi tới bên giường bà bảy Tràm. út hoa nắm chặt tay chú năm khẩn khoản nói chú năm sáng cứu má cháu nha cháu cầu xin chú thôi được rồi buông tay để tao khám bệnh cho má của mày chú năm ngồi xuống giường bắt mạch cho bà bảy Tràm. út hoa nhìn ra cửa thấy tâm vẫn đứng ở đó toàn thân anh lúc này ướt sũng đang gặp người thở dốc sau khi phải cõng chú năm đi 15 phút đường bộ. Mặt tâm lấm tấm nước nhưng chẳng rõ là mồ hôi hay là nước mưa. Chợt tâm đột ngột xoay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt của út hoa anh khẽ mỉm cười như muốn chấn an cõi lòng đang không ngừng hoảng hốt của cô. Út hoa cũng cười lại với tâm mặc dù bên ngoài gió thét mưa gạo vậy mà chẳng hiểu sao trái tim của út hoa lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Chú Năm bắt mạch xong tỷ đưa cho út hoa mấy thang thuốc, dặn dò vài câu rồi mặc áo tơi rời đi. Tâm muốn cõng chú Năm về, nhưng chú vội vàng khoát tay từ chối. Thôi, bây tha cho tao, cho mày cõng tao một lần tao tận tới già. Trời thì mưa tầm tã, mà mày chạy bán sống bán chết. Hồi nãy không trượt trần té xuống ruộng, là tao đã lạy tạ ông bà tổ tiên độ trị lắm rồi chú năm nói xong thì ôm hòm thuốc đi thẳng ra màn mưa bỏ lại tâm đỏ mặt gãy đầu út hoa trông thấy dáng vẻ đó của tâm thì nhẹ mỉm cười rồi xách thuốc xuống bếp nấu bà bảy chàm uống xong chén thuốc thì ngủ thiếp đi chú thím tư dằn ở lại thêm một lúc thì ra về chỉ có tâm ở lại út hoa khuyên thế nào anh cũng không chịu về nghỉ chỉ thay bộ đồ khô giáo rồi quay trở lại nhà út hoa anh nói anh thức cùng út hoa khi nào tím bảy hạ sốt thì anh về út hoa cảm động vô cùng cả đêm hôm đó cô và tâm túc trực bên giường bà bảy tràm tới gần sáng thì bà mới hạ sốt tâm còn muốn ở lại thêm một lúc nhưng Út Hoa thấy hai mắt anh đã thâm quẩn nên dứt khoát bảo anh về nhà nghỉ ngơi. Bà Bảy Tràm nằm trên giường nghe rõ một một cuộc đối thoại của hai người. Khi Út Hoa quay vào nhà, bà theo thào nói. mà nói có sai đâu. Thẳng tâm thật sự là một người đàn ông tốt. Út Hoa ngồi xuống cạnh giường bà Bảy Tràm nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ đêm qua má làm con lo quá nếu không có chú thím tư và anh tâm giúp đỡ thì con không biết phải làm sao bà bảy chàm đưa tay xoa xoa đầu út hoa cất lên giọng nói yếu ớt mà làm khổ con quá phải không hoa út hoa lắc đầu nguẩy nguẩy chỉ cần má khỏi bệnh sống bên con thật lâu thì con làm gì cũng không thích khổ bệnh của má má tự biết Giờ má sống ngày nào hay ngày nấy thôi con ạ. À. Má chỉ mong trước lúc má nhắm mắt xuôi tay, con sẽ tìm được nơi nương tựa tấm thân. Nếu vậy, thì dẫu má có chết cũng cảm thấy an tâm. Má à! Út hoa nghẹn ngào, không nói nên lời. Cô ôm chầm lấy bà bảy chàm, vùi đầu vào ngực bà hệt như những ngày còn thơ bé. Ở khoảng cách gần thế này, út hoa nghe rất rõ tiếng tim đập yếu ớt của mẹ khiến lòng cô cũng lặng đi cô biết thời gian của mẹ không còn bao lâu nữa sau cái đêm mưa tẩm tã đó út hoa đã mở lòng hơn với tâm một phần vì cô cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho mình phần còn lại vì muốn làm cho bà bảy tràm an lòng Tâm nhận ra thái độ của út hoa đối với anh đã khác trước rất nhiều, nên mừng rơn trong bụng. Thím tư giản thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở Tâm. Út hoa, nó là một cô gái tốt. Mày dáng dứt nó về làm dâu của má nghe con. Tâm gãi đầu cười khì khì. Má làm như là con không muốn vậy đó. Sợ người ta không chịu ưng con thôi. Tao ngó bộ dáng thì con bé cũng có tình cảm với mày đó. Mày là đàn ông thì phải mở lời trước Còn đợi tiếp bao giờ nữa Thấy mẹ nói có lý Tâm quyết định sẽ tìm cơ hội thích hợp Tỏ rõ lòng mình với út hoa Ngó ra sau nhà Tâm thấy út hoa đang cặm cụi bón phân Cho những luống rau Nhìn dáng vẻ nhỏ bé cần mẫn làm việc Mà tâm thấy thương vô cùng Anh rất muốn giang tay che chở cho cô Gánh vác thay cô nỗi nhọc nhằn nặng chịu chăm sóc các luống rau xong út hoa cắp giỏ đi chợ để về nấu cơm trưa suốt dọc đường cô luôn có cảm giác bị theo dõi nhưng khi ngoái đầu nhìn lại thì lại chẳng trông thấy ai cô hoảng hốt cố gắng bước thật nhanh qua mấy con đường rồi rẽ vào bụi chuối gần đó vừa nấp vừa quan sát đúng như trực giác của út hoa một gã đàn ông từ từ tiến lên phía trước Ngó ráo rác xung quanh tìm kiếm ai đó Út hoa nhảy ra Nhìn thẳng mặt gã hét lớn Này anh kia Làm cái gì mà cứ đi theo sau lưng tôi hoài vậy Anh có ý đồ gì Gã đàn ông vội vàng giơ hai tay lên Ờ không anh có ý đồ gì đâu Tại lâu ngày không gặp em Anh thấy nhớ nên muốn đi theo em Nhìn em lâu hơn một tí thôi mà Út hoa như mày Lại là anh <laughs> Phải Là anh đây này Người đẹp vẫn còn nhớ anh sao Làm anh vui quá thi Gã đàn ông ấy chính là Bảnh Con trai duy nhất của ông chủ đồn điền Giàu có nhất làng Từ lần gặp gỡ út hoa Trên dòng sông ngày đó Đêm ngày gã đều nhung nhớ cô Nên đã ra lệnh cho tên đẩy tớ Tìm kiếm danh tính Nhà cửa của cô Gã vốn muốn đến tìm út hoa sớm hơn nhưng cha mẹ gã lại ép gã đi xem mắt nên bây giờ gã mới có thời gian đi gặp người mà gã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay trái ngược với thái độ niềm nở của bành út hoa tỏ ra vô cùng chán ghét cô ném cho gã ánh mắt lạnh lùng rồi bảo tôi với anh không quen biết gì nhau anh đừng có đi theo tôi nữa út hoa nói xong thì xoay người đi thẳng bành vội đuổi theo bước song song với út hoa ấy thì trước là sao quen đâu ai mới sinh ra đã quen biết nhau đâu em út hoa ngừng lại quay người nhìn bành bằng ánh mắt khó chịu tôi nhắc lại lần cuối anh đừng có đi theo tôi nếu không tôi la lên đó út hoa tính dọn bước đi thì bị bành nắm tay kéo lại khiến cô hoảng hốt hét lên anh làm cái gì vậy mà buông tôi ra bành bỏ ngoài tai những lời của út hoa gã kéo ghì cô vào lòng, rót vào tay cô giọng nói ngả ngớn. Anh thật sự thích em, rất thích em mà út hoa. Buông ra, cứu tôi với. Bành đang ôm chặt người đẹp, thì bỗng dưng bị ai đó đá mạnh một cái, làm gã ngã lăn xuống đất. Anh Tâm! Vừa trông thấy Tâm xuất hiện, út hoa mừng rỡ kêu lên. Cô vội chạy nhào tới, núp phía sau lưng Tâm, nắm chặt vai áo anh, cảm nhận được sự run rẩy của út hoa cơn giận trong lòng tâm phừng lên mạnh mẽ anh quắc mắt nhìn bảnh hét lớn cô đi lần sau cấm mày đến gần hoa nữa bành lồm cồm đứng dậy tuy vừa bị đá một cú đau điếng nhưng gã không tỏ ra yếu thế mà còn hất mặt lên với tâm thằng cùng đinh khố rách áo ôm như mày còn tư cách gì nói chuyện với tao à chuyện của út Hoa cũng chính là chuyện của tao Tao nói cho mày biết Không phải cút tiền thì muốn làm gì cũng được đâu Mày còn không mau cút đi Tao sẽ đá cho mày thêm vài cái nữa đó Bành tức anh ách trong lòng Nhưng hôm nay gã lén ra ngoài Không mang theo tên đề tớ nào Tâm lại cao lớn vạm vỡ như vậy Nên gã thật sự không dám làm liều Mày đợi đó đi con Sau khi ném cho tầm câu nói cảnh cáo Bành lật đật bỏ đi Lúc này út hoa cũng đã bình tĩnh lại Nên buông vai tâm ra Lý nhí nói Cảm ơn anh tâm đã giúp em Tâm nở nụ cười dịu dàng Có gì đâu mà cảm ơn Tâm cúi người Nhặt mấy thứ bị rớt ra ngoài Vào giỏ đi chợ Rồi nói với út hoa Để anh đưa hoa về Út hoa đưa tay muốn cầm lấy cái giỏ Thì tâm bảo Anh sẽ giúp hoa được rồi Út hoa nghe vậy cũng không phản đối, hai người sánh bước đi dưới ánh nắng trói trang của buổi trưa hè dọc đường đi đã nhiều lần tâm muốn nắm tay út hoa nhưng cứ ngần ngại không dám hết đưa tay ra lại rụt vào út hoa tình ý phát hiện ra tất cả cô chủ động nắm lấy tay tâm làm cho tâm sững sờ không nói nên lời anh mở to đôi mắt nhìn út hoa không biết có phải do trời quá nóng hay tại vì một nguyên nhân nào khác mà hai má tâm bỗng dưng đỏ bừng lên. dáng vẻ ngốc nghếch của tâm làm cho út hoa không nhịn được cười, cô thỏ thẻ nói. Anh đó, người ta là con gái mà cứ bắt người ta phải chủ động. Giọng nói nũng nịu của út hoa giống như mật ngọt rót vào tai của tâm khiến lòng anh sướng rơn. Vậy là tình yêu đơn phương bao năm qua của anh cuối cùng cũng có được hồi đáp tâm đan nằm ngón tay vào tay út hoa rồi siết chặt hai người cứ vậy mà giả bước về nhà sau khi dùng xong bữa cơm tối út hoa muốn đem chuyện của mình và tâm kể cho bà bảy chàm nghe nhưng cô chưa kịp nói thì đã nghe mẹ ho sổ sụ sực nhớ ra trong nhà không còn thuốc út hoa vội đứng lên để con sang nhà chú năm hốt thêm ít thuốc cho má bà bảy tràm khoát tay thôi trời tối rồi để mai rửa hẵng đi con má không có thuốc uống thì sẽ ho suốt đêm đó nhà chú năm cũng gần đây thôi con đi tí là con về à út hoa nói xong thì chạy ồ ra khỏi nhà bà bảy tràm nhìn theo bóng lưng con gái mà khóe mắt đột nhiên giật liên hồi lồng ngực bà cũng nhói lên vài cái bà vội đứng dậy bước nhanh ra cửa gọi với theo út hoa Hoa ơi! Về đi con! Hoa ơi! Nhưng đã quá muộn. Lúc này út hoa đã rẽ vào cuối con đường nên chẳng nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Bà bảy tràm đứng thẫn thờ trước cửa hồi lâu mới xoay người chậm chậm đi về phía giường. Bà giơ tay xoa xoa ngực trái nơi vẫn đang không ngừng đập mạnh một cách bất thường. Bầu trời bên ngoài đen kịt không một ánh trăng như đang góp phần cho tội ác hoành hành. bà bảy chàm, ngồi đợi gần một tiếng cũng không thấy con gái quay về. dù rằng đoạn đường từ nhà bà đến nhà chú năm thầy thuốc chỉ mất cao lắm khoảng mười mấy phút. quá sốt ruột bà đi sang nhà chú thím tư dằn. đã gần chín giờ đêm nhưng thím tư dằn vẫn còn ngồi ăn bánh uống trà vì hôm nay chú tư và tâm đi soi ít đêm còn một mình ở nhà nên thím cũng không buồn ngủ thấy bà bảy tràm mặt mày tái mét đứng ở trước cửa thím tư dằn vội vàng bước ra cất giọng hỏi có chuyện gì vậy chị bảy bà bảy tràm gấp gáp nói thím tư giúp tôi với còn út hóa nó sang nhà chú năm hốt thuốc cho tôi hồi 8 giờ mà tới giờ vẫn chưa thấy về tôi lo quá thím tư dằn nghe vậy cũng giật mình mèn đét ơi nhà chú năm cách đây có bao xa sao nó đi lâu vậy tôi tôi sợ nó xảy ra chuyện gì giữa đường rồi thím tư ơi chị bình tĩnh lại trước đi giờ chị về nhà ngồi đợi tôi một chút tôi chạy sang nhà chú năm tìm con bé thử xếp bà bảy tràm muốn cùng đi với thím tư dằn nhưng thím không đồng ý thôi chị còn bệnh trong người không có đi tiệm đi lại nhiều đâu. Nghe lời tôi đi. Về nhà ngồi đợi tin. Tôi đi một xíu là tôi về liền. Bà Bảy Tràm nghe thiếm tư dằn nói vậy thì cũng xoay người trở vào nhà. Bà ngồi xuống ghế. Thời gian chậm chậm trôi qua khiến lòng bà ngày càng nóng gian như bị lửa đốt. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân của thiếm tư dằn bà Bảy Tràm mới bình tĩnh hơn một chút. Bà vội đứng dậy hỏi. Sao rồi chị Tư? Có tìm thấy con út hoa không? Thím Tư dằn lắc đầu, thở hồn hển đáp. Tôi hỏi chú Năm rồi, chú ấy bảo từ tối đến giờ không thấy cháu hoa qua đó. Bà Bảy chằm sững sốt, lắp bắp hỏi lại. Sao, sao có thể như vậy? Rõ ràng nó nói là sang nhà chú Năm hốt thuốc cho tôi cơ mà. Hay là, hay là trên đường đi, nó đã xảy ra chuyện gì rồi? thấy sắc mặt của bà bảy chàm ngày càng trắng bệnh thím tư dần vội vã đỡ bà xuống ngồi xuống ghế chị cứ bình tĩnh lại trước đã đợi ông nhà tôi và thằng tâm đi về tôi sẽ bảo hai người họ đi tìm út hoa lúc này bà bảy chàm sao có thể bình tĩnh được út hoa là đứa con gái duy nhất của bà nay đột nhiên cô mất tích khiến lòng dạ của bà vô cùng rối bời cả người nóng gian như đang ngồi trong chảo dầu đang sôi sùng sục cộng thêm trực giác bất an khi nãy càng khiến bà tin rằng út hoa đã gặp phải chuyện chẳng lành mặc kệ lời khuyên của thím tư dần bà bảy trăm nặng nặc đòi đi tìm út hoa cho bằng được may mà lúc ấy hai cha con chú tư dần về sớm hơn dự định vì soi cả tiếng không có con ếch nào chú tư thấy vợ và bà bảy trăm đôi co gì đó trước nhà liền hỏi có chuyện gì vậy mình thím tư dằn đem mọi chuyện kể cho chồng và con nghe tâm hoảng hốt lên tiếng trước giờ út hoa đi đâu cũng sẽ nói với thím bảy cô ấy sẽ không tự nhiên biến mất đâu nhất định xảy ra chuyện gì rồi còn phải lập tức đi tìm cô ấy tâm vừa nói dứt câu thì đã cầm đèn chạy ô ra ngoài chú tư dặn bà bảy chàm và vợ ở yên trong nhà rồi cũng nhanh chóng đi tìm út hoa suốt cả đêm hôm đó hai cha con gần như muốn lục tung cả làng nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy bóng dáng của út hoa đâu thậm chí vì sợ rằng út hoa trượt chân ngã xuống mương nước nên tâm đã lội tìm dưới đó rất lâu đến mức chú tư dằn phải dục con trai lên bờ bà bảy chàm nghe tin út hoa mất tích thì giống như hóa đá bà ngồi im suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng chịu nói gì tâm thì run run bật khóc giống như một đứa trẻ mới hồi trưa anh và út hoa vừa chính thức yêu nhau vậy mà bây giờ cô lại đi đâu chẳng rõ không biết sống chết thế nào suốt cả đêm hôm đó hai gia đình gần như thức trắng thím tư rằng không yên tâm để bà bảy tràm ở nhà một mình nên sang ngồi với bà đến tận sáng mặt trời vừa lên tâm lại chạy đi tìm út hoa nhưng kết quả vẫn như cũ bóng dáng út hoa vẫn biển biệt xa xôi sau khi út hòa mất tích một cách bí ẩn, bà bảy tràm cũng nằm liệt giường. Thiếm tư dằn và tâm thay phiên nhau chăm sóc cho bà. Song song đó, tâm chưa từng bỏ chuyện đi tìm kiếm tung tích út hoa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một ngày chưa nhìn thấy thi thể của cô, thì tâm vẫn cố chấp tin rằng người yêu của anh đang đợi anh ở một nơi nào đó. Nhưng mà, ông trời rất thích trêu ngươi nhất là những người xuất thân cùng đinh nghèo khó. Và một buổi trưa hè oi ả của ba ngày sau, một người dân làng trong lúc đi câu cá tình cờ phát hiện một thi thể nữ đang trôi lành bềnh giữa dòng nước. Anh ta hoảng hốt hô hoán lên. Mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh cũng vội vàng ùa ra. Hai thanh niên lập tức nhảy xuống sông vớt cái xác lên bờ. Vì ngâm quá lâu trong nước nên lúc này xác chết đã trương phình bắt đầu vào giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc da mặt của thi thể bong chóc từng mảng lớn đôi mắt chừng to đầy căm hận khiến ai nấy nhìn thấy đều vô cùng kinh hoàng tuy dung mạo của cô gái xấu xố đã trở nên dị dạng nhưng dân làng vẫn nhận ra đó chính là út hoa một người trong số họ lập tức chạy đến nhà bà bảy tràm thông báo tin dữ Lúc bà Bảy chàm và gia đình Tâm chạy đến bờ sông thì út hoa đã được đặt nằm ngay ngắn ở trên chiếu. Bà Bảy chàm lao nhanh đến bên thi thể con gái gào lên nức nở. Trời ơi! Sao lại xa nông nỗi này à út hoa? Con chết rồi! Mà biết sống thế nào đây hả qua ơi? Trái ngược với dáng vẻ đau khổ cùng cực của bà Bảy chàm tâm đứng như trời trồng sau lưng bà, giống như một pho tượng đá. Những ngày qua, mỗi khi đêm buông xuống, tâm đều bật khóc vì nhớ và lo lắng cho út hoa. Nhưng giờ đây, khi đối diện với thi thể lạnh ngắt vô hồn của người yêu, thì một giọt lệ tâm cũng chẳng thể rơi. Anh chỉ đứng yên nhìn út hoa nằm bất động trên tay bà bảy chàm, mà cảm thấy như một nửa bầu trời của mình vừa sụp đổ ở đời có những chuyện đôi khi không thể lương trước như bà bảy tràm vẫn luôn cho rằng mình mang căn bệnh trầm kha trong người thì sẽ sớm rời khỏi thế gian này ngờ đâu cô con gái ở độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ nhất cuộc đời của bà lại bỏ đi trước bà một bước giờ đây người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh có nỗi đau nào thê lương hơn thế? đám tang của út hoa diễn ra vô cùng đơn giản và chóng vánh người nghèo là thế khi sống thì lo toan vất vả chăm bể lúc chết cũng nhỏ bé hệt như một hạt cát giữa biển khơi những ngày sau đó bà bảy chàm thường tự trách mình nếu đêm hôm đó bà kiên quyết ngăn cản út hoa sang nhà chú năm thì cô đã không trượt chân té xuống sông mà mất mạng nhưng dẫu bà đều dùng nước mắt rửa mặt mỗi đêm thì đứa con gái xấu xố của bà cũng không thể trở về. Ngôi nhà vốn dĩ quạnh quẽ nay lại càng trở nên cô độc. Sau khi út hoa qua đời, tâm thay cô chăm sóc cho bà bảy trăm. Thấy anh chạy ngược chạy xuôi, hai nhà đến mức bơ phở, bà bảy trăm không đành lòng liền lên tiếng. Tim rất cảm ơn, cháu đã đối xử tốt với Tim, nhưng tím có thể tự lo được cho bản thân. Một mình cháu mà phải lo cho hai gia đình thế này... Thì cực thân con lắm. Tâm nghe thế... Thì thở dài buồn bã đáp. Có một chuyện... Cháu nghĩ Út Hòa... Chưa kịp nói với Thím, Cháu và cô ấy đã chính thức yêu nhau. Ba bảy chàm lập tức sửng sốt... Hai mắt mở to nhìn Tâm. Thật... Thật như vậy ư? Tâm gật đầu. Dạ thật... Cho nên bây giờ Út Hoa không còn cháu có trách nhiệm phải thay cô ấy làm tròn chữ hiếu với thím thì mới xem cháu như là một đứa con trai trong gia đình để cháu chăm sóc cho thím tâm mà bà bảy tràm xúc động đến mức không thể thốt nên lời bà đưa đôi bàn tay gầy gò run rẩy về phía tâm anh nắm lấy tay bà rồi bật khóc nức nở chú thím tư đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn vào trong gương mặt của cả hai đều phảng phất nỗi buồn man mác. Đêm hôm đó tâm đang ngủ thì nghe thấy út hoa đứng ở ngoài cửa gọi tên mình. Anh tâm ơi, anh tâm. Tâm bước ra ngoài thì ngỡ ngàng thốt lên. Út hoa, là em thật ư? Ừ. Tâm muốn chạy tới ôm lấy út hoa thì cô hoảng hốt kêu lên. Anh đừng qua đây. Sợ em đã là người của coi âm rồi Anh không quan tâm anh nhớ em lắm út hòa út hòa thấy tâm lại muốn lao về phía mình nên vội vàng lùi về sau cô giơ tay ra ngăn anh lại bật khóc nói người ma khác biệt nếu anh ở quá gần em anh sẽ gặp nguy hiểm em không muốn làm hại anh tâm thấy út hòa khóc thì liền khựng lại anh đứng chết chân tại chỗ nhìn người yêu mà lòng đau như cắt chưa bao giờ tâm cảm thấy mình bất lực như lúc này đối diện anh là cô gái mà anh đem lòng thương mến suốt mấy năm dòng dã. Nhưng giờ đây anh chẳng thể làm được gì cho cô ấy, thậm chí ngay cả ôm cô ấy cũng không được. Út hoa dương đôi mắt ảm đạm thê lương nhìn tâm, cõi lòng cô lúc này cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cô vừa mới có người yêu, vốn dĩ còn cả một tương lai sán lạn đang chờ đón phía trước vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đã hóa thành trò bụi giờ đây cô chỉ là một hồn ma bóng quế vất vưởng giữa trần gian ngay cả đến gần những người mình yêu thương cũng không được thì nói gì đến chuyện mai sau giữa đêm trường tĩnh lặng út hoa và tâm cứ đứng lặng nhìn nhau như thế thời gian và không gian xung quanh hai người giống như bất động mãi tới khi tiếng gà gáy sáng vang lên Tiên nắng đầu ngày sắp sửa chiếu rọi xuống mặt đất út hoa mới hốt hoảng lên tiếng anh Tâm dáng giúp em chăm sóc má ở nước này của anh kiếp sau em nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp út hoa vừa nói dứt lời thì xoay lưng đi thẳng biến mất trong rặng tre cuối ngõ tâm hét lớn út hoa tâm bật dậy giáo giác nhìn khắp xung quanh phát hiện mình vẫn đang còn ở trên giường hóa ra tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ tâm đưa tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán và mặt tuy chỉ là cơn mộng mị nhưng tâm có cảm giác chân thật vô cùng tim anh lúc này vẫn còn đang đập thình thịch tâm đặt tay lên ngực trái của mình thủ thủy nói cho dù em không báo mộng cho anh thì anh cũng sẽ chăm sóc thím bảy thật tốt em an nghỉ nhà út hoa bên ngoài lúc này đã hừng sáng mặt trời xua tan màn đêm sương từ từ ló dạng tâm cũng không còn tâm trí để ngủ nên ngồi dậy rửa mặt xong tâm đi ra sau nhà thăm mấy luống rau của út hoa từ bây giờ anh sẽ thay cô chăm sóc mảnh vườn này bi thương bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi người chết thì cũng đã chết người sống vẫn phải tiếp tục cuộc đời Nhà ông chủ đồn điền văn hôm nay xôm tụ lắm. Vì đám cưới của con trai duy nhất của ông và cô con gái vợ gạo lớn nhất làng bên đang diễn ra trong không khí rộn ràng. Vợ của bành tên Trâm là một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Hai bên gia đình lại môn đăng hậu đối nên hôn lễ này khiến cho biết bao người trầm trồ ngưỡng mộ. Vì Trâm xuất thân giàu có nên của hồi môn đảng gái trò rất hậu hĩnh. Nhà trai tất nhiên không chịu mất mặt, chuẩn bị sinh lễ cũng long trọng không kém. Cho nên đây không chỉ là đám cưới của đôi trẻ, mà còn là dịp để hai bên gia đình giàu có khoe mẽ. Suốt bữa tiệc, bành cứ thả hồn lên tận mây xanh. Tâm trí của bành lúc này chẳng suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh trước lúc chết của út hoa. Đôi mắt vốn dĩ trong veo xinh đẹp, lại trộn trừng nhìn chầm chầm gã, giống như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cho gai ốc ở sống lưng gã dựng hết cả lên. Đang nghĩ ngợi mông lung thì bỗng có một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vào vai bành. Ngỡ là vợ của mình, bành liền quay sang nhìn. Nhưng hỡi ơi, hình ảnh trước mắt làm cả kinh hãi đến mức thét lên. Bởi đối diện gã lúc này không phải là gương mặt xinh đẹp của Trâm mà là út hoa với làn da bong tách từng mảng, từng mảng lớn cô đi Cô, tránh sao tôi ra Bành hét lớn rồi đẩy mạnh út hoa xuống đất Trước biết bao cặp mắt sững sờ Chưa kịp định thần lại Sau cơn hoảng loạn Bành chợt nghe giọng châm quát lên Anh điên à Sao tự nhiên lại xô em Bành giật mình nhìn lại Thì trông thấy châm đang ngồi dưới đất Gương mặt đỏ bừng vì tức giận Gã muốn đưa tay Đỡ vợ đứng dậy Nhưng bị cô hất ra cha mẹ hai bên vội vàng đi tới. Mẹ của Trâm thấy con gái bị chồng mới cưới đẩy ngã thì chu chéo lên. Tiệc cưới còn chưa tàn, có tía má vợ ở đây, mà con trai nhà các người dám đối xử thô bạo với con gái tôi như vậy hả? Rồi sau này chung sống, sắm nó đánh vợ như tử quá. Cha của Trâm cũng lộ ra vẻ mặt không vui, thấy xui ra Phật lòng, ông Văn liền nói. Ây ây, trong chuyện này Chắc cô hiểu làm gì đó thôi anh chị xui Trừ đó giờ Thằng Bành con tôi nó hiền lắm Ngay cả người làm tôi tớ trong nhà Mà nó còn không nỡ đánh Nói gì là vợ Tôi thấy rành rành Nó sang tay đẩy con châm té xuống đất Chuyện này giải thích thế nào đấy hả Mẹ của Trầm nhất quyết không buông tha cho Bành Câu hỏi của bà Làm cho gã á khẩu Vì bản thân gã cũng không biết Phải trả lời thế nào Chẳng lẽ nói gã tưởng lầm vợ là hồn ma nên mới xô ngã cô? Thấy khách khứa xung quanh nhìn chằm chằm vào gia đình nhà mình, bắt đầu xôn xao bản tán, châm vội lên tiếng. Thôi, có chuyện gì thì để xong hôn lễ hãng tính. Cứ đứng đây là lối, thì người mất mặt chính là chúng ta. Cha mẹ của châm nghe con gái nói hợp lý thì vội vàng tản ra, tiếp đãi khách khứa. Trâm cũng xoay người rời đi, lúc này chỉ còn lại bành và ông bà văn đứng đó ông văn kéo bành ra một góc sổi mắng mày làm cái trò gì vậy đang trong đám cưới mà dám đẩy gã vợ bành hoảng loạn nhìn cha run giọng nói con con cũng không muốn làm vậy đâu tía tại con nhìn vợ con thành thành ra út hoa nên nên mới bà văn đi tới nghe được lời này của bành thì tái mặt cái gì con thấy con nhỏ đó hả? Nói tới đây, bà Văn lấm lét nhìn sang chồng. Hay, con nhỏ đó nó biến thành ma, về thì mình báo tù hả ông? Ông Văn nạt ngang. Ma cỏ gì ở đây? Bà với thằng Bành, tối ngày lo sợ trước sợ sau, nên mới tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà hồi, hồi nãy, con con nhìn thấy rõ ràng, con cũng út hoa nó, nó vỗ vào vai con. Thôi đi, Mày đừng tối ngày nhắc tới út hoa nữa Bộ muốn cả làng này biết Mày có dính tới cái chết của nó hay gì Bây giờ mày đi rửa mặt đi cho tỉnh táo Rồi ra đây hoàn tất thôn lễ cho tao Đừng để tao mất mặt Bành miễn cưỡng say người rời đi Trong lòng gã cũng thầm cầu mong Những gì mình vừa nhìn thấy lúc nãy Chỉ là tưởng tượng Bởi nếu thật sự oan hồn út hoa Về tìm gã báo thủ Thì gã chẳng biết phải làm thế nào Tiệc cưới sau đó vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, nhưng tâm trạng của Bành thì cứ thấp thỏm không yên vì lo lắng không biết út hoa có còn xuất hiện nữa hay không. Đêm tân hôn đầu tiên, Bành dã rời sau một ngày đứng chào hỏi khách khứa nên ngã vật ra giường. Ngước mắt nhìn lên trần nhà một lúc thì bắt đầu thiếp đi. Được một lúc, Bành nghe thấy tiếng mở cửa và âm thanh bước chân đi vào phòng. Sau đó gã cảm nhận được có người leo lên giường. Ngỡ là vợ đã tẩy trang xong, giờ đang nằm cạnh bên mình. Bành liền thủ thể nói. Hồi trưa, anh xin lỗi vì đã xô ngã em. Anh thật sự không cố ý đâu. Vợ tha lỗi cho anh nha. Bành nói xong thì đợi thêm một lúc cũng không nghe thấy châm ừ hữu gì. Nghĩ rằng cô còn giận mình chuyện đối xử thô lỗ với cô nên Bành tiếp tục nhỏ giọng năn nỉ thôi mà vợ tha cho anh đi anh hứa không có lần sau đâu bành xoay người thấy trâm đang nằm đưa lưng về phía mình bèn giang tay ôm cô vào lòng thân thể trâm nằm trong lòng bành vẫn nằm yên bất động không hề nhúc nhích bàn tay của bành còn có cảm giác ẩm ướt khi sờ vào tóc của trâm gã lên tiếng nhắc nhở em gội đầu thì phải lau khô để vầy bệnh đó trâm vẫn im lặng không nói gì bành bất lực thở dài kéo nhẹ người trâm lại để mặt cô đối diện với mình ngay lập tức bành rú lên kinh hãi bởi người nằm gọn trong lòng tay anh nãy giờ không phải trâm mà chính là út hoa nói chính xác hơn đó là một cái xác đang phân hủy nặng trông út hoa lúc này vô cùng kinh dị hai mắt trắng dã lồi cả ra ngoài một nửa bên mặt bị lột sạch ra thịt chỉ còn trơ trọi xương từ lỗ tai và mũi không ngừng chảy ra thứ nước tanh tưởi đen đặc lẫn trong đó còn có giỏi bọ bỏ, bỏ lúc nhúc nãy giờ bành không ngửi thấy bất kỳ mùi hôi thối nào nhưng giờ đây nó bỗng dưng bốc lên nồng nặc khiến gã phải lập tức đẩy út hoa ra bịt mũi lại nhưng cái thay bất động của út hoa chợt giơ tay lên chụp lấy hai vai bành khiến gã kinh hãi tột cùng theo bản năng thẳng chân đạp mạnh và bụng út hoa một cái làm cho cô té sõng xoài khỏi giường một giọng nói mang đầy tức giận hét lên anh lại nổi khùng cái gì nữa vậy hả nghe được âm thanh quen thuộc bành lật đật ngó xuống đất thì nhìn thấy trâm đang lồm cồm đứng dậy quắc mắt với gã bành vội nắm lấy tay trâm đỡ vợ ngồi lên giường nhưng trâm đã lập tức đẩy bành ra cô gắt gỏng nói từ trưa tới giờ hai lần đẩy ngã em hai lần rồi đó em biết cuộc hôn nhân này là làm theo ý hai bên cha mẹ anh không thích em nên mới hành hạ em phải không đã vậy em sẽ về nhà tía má không ở lại đây làm chứng mắt anh trâm đứng phát dậy tính giảm bước đi thì bị bành kéo giật lại gã hạ giọng năn nỉ ấy anh, anh không có ý đó đâu em, em đừng nghĩ oan cho anh, tội nghiệp anh. Tội nghiệp anh? Giữa ai tội nghiệp em? Về nhà chồng chưa được một ngày mà hết bị chồng sâu ngã lại bị đạp xuống giường. Nếu anh là em, anh có giận không? Thôi mà, anh xin lỗi. Anh hứa từ này sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Em tha thứ cho anh lần này nha. Châm nhìn Bảnh bằng ánh mắt tràn đầy bất lực. Sau đó cô chỉ biết thở dài rồi leo lên giường nằm, không quên cẩn thận dặn dò bảnh. Đêm nay anh đừng có đụng vào người em, xoay lưng lại mà ngủ. Anh biết rồi vợ. Trâm quay mặt lại, kéo chăn trùm kín cả người. Đôi mắt của cô lúc này phủ kín một nỗi buồn man mác. Từ đầu đến cuối, Trâm không hề đồng ý cuộc hôn nhân, không hề có tình yêu với bảnh. Nhưng thân là con, áo mặc sao qua khỏi đầu dù trong lòng bất mãn và phản đối ra sao thì trâm cũng phải vâng theo lời cha mẹ bước chân về nhà chồng trâm vốn hy vọng bành là một người đàn ông tốt nếu vậy dẫu hiện tại chưa có tình yêu thì cũng có thể từ từ vun đắp nào ngờ bành lại thô lỗ đến mức đáng sợ chỉ trong một ngày mà đã đạp ngã cô tận hai lần trâm bắt đầu lo sợ về tương lai sau này chẳng biết cuộc đời cô rồi sẽ trôi về đâu cùng lúc đó bên phòng vợ chồng đồn điền văn cũng xuất hiện những sự việc kinh hoàng bà văn đang ngủ thì bỗng nghe thấy một giọng khóc thút thít não lòng vọng vào từ phía hành lang khiến bà choàng tỉnh bà bước ra mở cửa đả mắt quan sát thì lờ mờ trông thấy một cái bóng trắng ngồi bó gối ở cuối hành lang mái tóc dài rũ rượi che kín đi gương mặt tưởng rằng là đứa người ở nào đó bà văn bực bội liền tiến lại hỏi đứa nào vậy bay đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ ngồi đó khóc làm gì bóng trắng không lên tiếng trả lời bà văn nhưng lúc này tiếng khóc cũng đã ngừng lại thay vào đó là một chàng cười lạnh lẽo đến mức sợn người bà văn càng lấy làm khó hiểu bèn đưa tay vỗ vào vai bóng trắng thắc mắc hỏi này Mày bị cái gì vậy hả Vừa tiếp xúc với cơ thể của người đối diện Bà Văn liền tái xanh mặt mày Bởi nó không hề có chút hơi ấm nào Lại còn ẩm ướt Bóng trắng đột ngột ngẩng đầu nhìn bà Văn Gương mặt nham nhở da thịt của út hoa Ẩn hiện dưới mái tóc rối bổ lộn xộn Trong bóng tối lờ mờ Khiến bà Văn càng thêm kinh hãi nước liên tục trào ra từ trong cơ thể của út hoa đen đặc và tanh tưởi còn có cả sinh lầy bà văn hoảng hốt bỏ chạy nhưng út hoa đã nhanh tay chụp lấy chân bà kéo bà ngã sấp xuống đất bà văn la lên oai oái út hoa trườn lên người bà văn đè chặt bà xuống bốc sinh chữ đầy giỏi bọ nhét vào miệng bà ngăn bà tiếp tục gào thét. trong miệng bà văn lúc này toàn là sinh khiến cổ họng không thể phát ra âm thanh. Tứ chi của bà giống như bị dính chặt xuống đất, cố gắng cách mấy cũng chẳng cơ động được. Bà chỉ có thể trơ mắt, nhìn út hoa liên tục nhét xình vào miệng mình, nhiều đến mức bà tưởng chừng hai khớp hàm của bà bị nứt ra làm đôi. Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu sợ hãi của bà Văn, út hoa chỉ lạnh lùng nói. Cảm giác của bà ngày hôm nay Giống hệt tôi vào cái đêm oan nghiệt đó. Bà cứ từ từ nếm trải Chuyện vui còn ở phía sau Bà Văn ú ớ van nải Nước mắt đã không ngừng rơi lã trã Nhưng có vẻ như út hoa chẳng hề bận tâm Khi miệng của bà Văn đã đầy sình Chẳng thể chứa được thêm Út hoa lại nhét sình vào hai lỗ tai bà Bà càng đau đớn Cô càng cảm thấy hạ hê Rồi khi thấy bà Văn ngất đi Út hoa mới tỉnh dậy Lững thững đi về cuối hành lang và biến mất. Sáng hôm sau, ông Văn ngủ dậy không thấy vợ đâu. Tưởng rằng bà quá mừng rỡ khi cưới được dâu nên mới thức sớm. Có lẽ giờ này bà đang ngồi uống trà ở nhà trước. Ai ngờ khi ông ra tới nơi thì chẳng nhìn thấy bóng dáng của vợ. Ngay lúc đó, một tên người ở hối hả chạy đến, mặt xanh như tàu lá chuối, lắp bắp nói, ông bà... Bà thế nào? Dạ, cũng còn phát hiện bà nằm ngất xỉu ở ngoài vườn. Ông Văn thoảng thốt muốn chạy đi tìm vợ thì hai tên người ở khác đã lên khiêng bà đến nhà trước. Thấy vợ hai mắt nhắm nghiền nằm sụi lơ, ông Văn hốt hoảng nói Đưa bà vào phòng, nằm nghỉ rồi mau đi mời thầy thuốc đến đây. Đám người ở làm theo lệnh ông Văn. Khoảng 15 phút sau thầy thuốc nổi tiếng nhất làng đã có mặt khám bệnh cho bà Văn. Sau khi kiểm tra qua một lượt cho bà, ông ta nói. Cơ thể của bà rất khỏe, không có bệnh gì đâu ạ. À? Ông Văn nghe vậy thì sửng sốt. Không bệnh thì tại sao lại ngất xỉu? Chuyện này tôi cũng chưa tìm ra nguyên nhân. Câu trả lời vô thưởng vô phạt của thầy thuốc làm ông Văn tức giận, ông hét lên. Hỏi cái gì cũng không biết, Vậy tôi bỏ nhiều tiền mà ông về đây Để làm cái gì hả Uổng công Ông được gọi là thầy thuốc Giỏi nhất cái làng này Thầy thuốc tỏ ra lúng tống Dạ bầm ông Tôi thực sự Thầy thuốc còn chưa nói hết câu Thì bà Văn trên giường bỗng bật dậy Ôm ngực nôn ẻ Mọi người trong phòng đều kinh hãi Khi thứ bà nôn ra Đều là sinh đất nhảy nhụa Lẫn trong đó còn có mấy con giỏi bò lồm ngộm nó không ngừng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Bà Văn nhìn sang chồng trợn trừng mắt rồi hét lớn. Út hoa! nó phải tìm tôi rồi ông ơi. Sau đó bà lại ngất liệm đi. Thầy thuốc vội chạy đến khám cho bà. Thấy sức khỏe của bà vẫn không có vấn đề gì. Ông chỉ đành kê vài thang thuốc bổ cho bà tĩnh dưỡng. Rồi chào ông Văn rời đi. Lúc này ông Văn đứng như trời trồng hoàn toàn chẳng nghe thấy lời chào của thầy thuốc bành và trâm nghe tin bà văn đổ bệnh thì cũng lật đật chạy qua phòng thăm bà ông văn bảo rằng sức khỏe của bà không sao kêu hai con yên tâm trâm nghe vậy cũng an lòng bèn đi xuống bếp nấu cho bà một nồi cháo mặc dù xuất thân giàu có nhưng từ nhỏ trâm đã được mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc nữ công gia tránh không có gì cô không biết làm đạo nghĩa lễ nghi cô càng thuộc nằm lòng cho nên dẫu cuộc hôn nhân này không phải là ước nguyện của cô thì cô cũng sẽ đối xử tốt với cha mẹ chồng sau khi châm rời khỏi phòng ông văn kéo bành lại nói nhỏ Trực lục ngật đi má mày cô nhắc đến út hòa bành sửng sốt có có khi nào Ú, Ú, út hòa hại má giả nông nỗi này không hả tía vẻ mặt ông Văn trầm ngâm. Tao cũng không biết. Trước rõ tao không tin trên đời này có ma. Tía phải tin, hôm qua chính còn đã bị út hoa nó hồ dọa hai lần. Bành đem tất cả những gì mình đã trải qua kể cho ông Văn nghe. Sắc mặt ông Văn cũng trở nên tối sầm. Nếu chỉ có mỗi mình Bành nhìn thấy út hoa thì có thể cho rằng Bành vì quá hoảng sợ nên tự tưởng tượng ra. Nhưng giờ đến bà Văn cũng bảo út hoa về tìm mình thì ông cũng bắt đầu cảm thấy lung lay. Hơn thế nữa, người bình thường không ai lại nuốt sình và dòi bỏ vào bụng. Họa chăng là bị ma bắt ép mà thôi. Bà Văn đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh dậy, tiếp tục nôn thốc nôn tháo. Bành nhìn đống sình đen ngòm trôi ra từ miệng của mẹ, bên trong còn có dòi bọ bò lồm ngộm mà ruột gan cũng cồn cào. Muốn nhận theo bà Bà Văn hét lớn. Đừng tìm tao nữa, Út Thoa ơi! Tao xin lỗi mày! Nói rất lời, bà Văn đã ngã vật ra giường, ngất xỉu. Hai cha con ông Văn đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau. Cảm giác bất an đang dần len lỏi vào lòng của mỗi người. Tội ác kinh hoàng đêm hôm đó lại tái hiện một lần nữa trước mắt họ. Vì buổi trưa bị tâm phá đám, không để tán tỉnh út hoa nên tối cùng ngày bành đã sai hai tên đẩy tớ canh trước nhà út hoa tìm cơ hội bắt cóc cô nấp trong bụi chuối cả tiếng bị mũi cắn ngứa ngáy toàn thân mà cũng không thấy bóng dáng út hoa bước ra ngõ một trong hai tên đẩy tớ nói giờ chắc cối ngủ rồi hay là mình đi về đi mày ơi tên còn lại lắc đầu không được cậu hai đã hạ lệnh phải bắt bằng được con nhỏ đó chúng ta không hoàn thành thì khéo mà no đòn. Tào ngõ bộ, cậu hài thích nó no lắm. Ê nhưng mà đợi nãy giờ có thấy ma nào ra đâu. Mỗi cân tao ngứa quá nè. Chẳng tự đi. Nghe tiếng nhắc nhở của đồng bọn, tên đầy tớ mới phát hiện có một bóng dáng nhỏ bé đang tất tả chạy về phía mình. Dưới ánh trăng bảng bạc, hắn nhận ra người đó chính là út hoa. Mừng rỡ vì thời cô đã đến, hắn huyết nhẹ khuỷu tay và mạng sườn của bạn rồi khẽ nói cuối cùng cũng đợi được rồi mày ơi hai tên đẩy tớ chỉ chờ có thế út hoa vừa đi ngang bụi chuối thì đã bị bọn chúng kéo lại tên bịt miệng tên ôm chân khiến út hoa đi về phía nhà ông chủ đồn điện văn hiện tại đã tám giờ tối người làng quê thường đi ngủ rất sớm nếu không thì cũng ở trong nhà nên hành động bất lương này của bọn chúng chẳng bị ai nhìn thấy. Út Hoa kịch liệt dãy rủa, nhưng sức con gái 16 sao có thể bị lại hai thanh niên lực lưỡng. Miệng bị bịt chặt nên cô chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ bất lực. Chẳng mấy chốc, Út Hoa đã được khiêng đến một căn phòng tối tăm. Tên đẩy tớ chút thứ nước gì đó vào miệng cô mà vừa nuốt vào cô đã thấy hoa cả mắt đau đầu chóng mặt rồi lịm dần đi. Tuy vậy lúc này út hoa vẫn còn có chút ý thức. Cô lờ mờ nhìn thấy hai gã đàn ông rời khỏi phòng. Sau đó thì có một tên khác bước vào. Chậm chậm tiến về phía chiếc giường cô đang nằm. Bàn tay của gã sờ soạn vào cổ cô. Sau đó trườn xuống phía dưới. Từ từ cởi phăng từng chiếc cúc áo ra. Út hoa hoảng loạn muốn đẩy gã đàn ông ra nhưng toàn thân cô lúc này không còn chút sức lực nào. Cô hiện giờ giống như một con cá nằm trên thớt mặc người ta xử lý. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối vô biên, út hoa nghe thấy gã đàn ông si mê gọi tên mình, rồi cô hoàn toàn chẳng biết gì nữa. Sau một giấc ngủ dài, út hoa choàng tỉnh, cô lập tức bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, thì phát hiện mình đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ út hoa lao nhanh xuống giường muốn chạy trốn khỏi đây nhưng giây tiếp theo cô vội vàng leo trở lại giường bởi cô bàng hoàng nhận ra cơ thể mình lúc này đang lõa lồ không một mảnh vải che thân khi nãy vừa cử động quá mạnh nên phần dưới của út hoa có chút đau nhói cộng thêm các vết bầm tím trên người cô cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra với mình Út Hòa kinh hãi, vội vàng kéo chăn che kín cơ thể. Cô đã mắt tìm kiếm quần áo và thấy chúng đang nằm ở dưới đất. Út Hòa muốn xuống giường mặc lại quần áo, nhưng ngay lúc này cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, kèm theo đó là một âm thanh ngả ngớn vang lên. <laughs> Người đẹp, tỉnh lại rồi à? Út Hoa nhận ra giọng nói này, cô ngẩng đầu lên và đúng như cô dự đoán, kẻ vừa bước vào phòng chính là Bành. Cơn phẫn nộ lập tức cuộn trào trong lòng út hoa. Cô quên cả cơn đau lẫn thân thể đang trần trụi mà lao thẳng về phía Bành, giang hai tay như muốn bóp cổ gã. Cô hét lớn. Thằng khốn nạn, tao sẽ giết chết mày. Bành nhanh chóng chụp tay út hoa lại, dịu giọng khuyên nhủ cô. Thôi, em đừng có giận nữa. Chuyện cũng đã lỡ rồi anh sẽ xin tia má cưới em làm vợ chịu không nè chịu cái đầu của mày tao phải giết mày thằng chó đôi mắt của út hoa lúc này đã long lên sòng sọc cô giống như biến thành một con dã thú kịch liệt vùng khỏi bàn tay bành mà bóp lấy cổ gã có lẽ nỗi đau đớn tột cùng và sự căm thù mạnh mẽ đã tiếp thêm sức mạnh cho út hoa cô bóp chặt đến nỗi bành không thể thở được miệng gã há to lưỡi thè ra cả khúc hai mắt thì trợn trừng hoảng loạn giữa giây phút sinh tử bành chẳng còn nhớ được cái gì là thương hoa tiếc ngọc gã dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh út hoa ra khỏi người mình và lùi lại vài bước cố hớp lấy hớp để không khí sau khi đã bình tĩnh lại bành mới nói với út hoa anh biết là em giận anh nhưng mà anh thật sự rất thích em nên mới... Bành nói tới đây thì khựng lại Gã đến hồn khi nhìn thấy út hoa Đang nằm sóng xoài dưới đất Đầu toàn là máu Hai mắt cô mở trừng trừng Nhìn thẳng vào gã Ẩn chứa trong đôi đồng tử Là nỗi oán hận tột cùng Bành chậm chậm đi tới gần út hoa Đưa ngón tay run dậy Để dưới mũi của cô Ngay lập tức gã bật dậy hét lớn Chết tôi rồi Bành nói xong thì lập tức chạy ra ngoài Sở dĩ gã hoảng hốt như vậy là bởi vì út hoa lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Do bị bành xô quá mạnh mà út hoa đã ngã vào cạnh bàn. Phần ót đập thẳng vào góc nhọn khiến cho hộp sọ bị nứt, máu tươi trào ra dữ dội. Cô ngã phịch xuống đất rồi chết ngay tại chỗ. Bành chạy tới phòng ông bà Văn vừa gõ cửa vừa gấp gáp nói. Tiêu ơi! má ơi! Cứu con với! Ông bà Văn đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của con trai liền đi ra mở cửa. Ông Văn hỏi bằng giọng ngái ngủ. Có chuyện gì mà nửa đêm đầu hôm mày tới đi làm phiền tao? Mày nhìn ngó xung quanh, xác định không có người thì mới nói nhỏ chỉ đủ cho cha mẹ nghe. Còn... còn... còn lỗ tay giết người rồi. Bà Văn lập tức kinh hãi, tái xanh mặt mày nói lớn. Mày... Mày nói cái gì? Mày giết ai? Bà bé bé cứ mồm lại, bố muốn là lên cho cả làng biết hay gì. Ông Văn nhanh chóng kéo bành vào trong phòng, đóng cửa lại rồi hỏi hàn cận kẽ mọi chuyện. Bành đem tất cả những gì vừa xảy ra kể cho cha mẹ nghe. Ông Văn xa sầm nét mặt và chan chát vào cơ thể của bành mà mắng. Cái thằng mất dậy, tao cho mày ăn học chứ nghĩa đàng hoàng, Sao mày lại có thể làm ra cái chuyện thắng tận lương tâm như vậy hả? Bành co rúm người lại, liên tục van xin ông Văn. Bà Văn không nỡ thấy con trai bị đánh, nên vội chụp lấy tay ông Văn nức nở nói. Bộ ông tinh đánh chết nó hay gì? Chuyện gì cũng đã lỡ rồi. Thay vì mắng chửi con, thì mình hãy nghĩ cách giải quyết đi. Ông Văn trừng mắt nhìn vợ. Giải quyết thế nào? Là mạng người đó. Chúng ta còn đang tính chuyện hôn sự Cho thằng Bảnh với con Trâm Giờ bên đó mà biết chuyện Thì tất cả sẽ đi tòng hết Thì Mình cứ phi tang cái xác đi là được chứ gì Ai hỏi Mình cứ nói không biết Dù sao gia đình mình trước sở Đâu có dính dáng gì đến mấy người nghèo Nghe vợ nói cũng có lý, nên ngay trong đêm hôm đó, ba người đã khiêng thi thể út hoa ra bờ sông gần nhà và ném thẳng xuống nước hai gã đẩy tớ được ông bà Văn cho một số tiền lớn, nhưng có một điều kiện là phải cùng gia đình dọn khỏi làng. Chuyện bắt cóc út hoa đêm hôm đó phải hoàn toàn quên sạch. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đứng trước số tiền mà mình phải làm 10 năm mới tích cóp được, thì hai người họ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức nhận lời và rời làng trong đêm. Mặt trăng tròn vành vạnh vốn đang ngự trị giữa đỉnh trời không hiểu sao lại bị mây đen che phủ, giống như cuộc đời tươi đẹp tựa một đóa hoa vừa chớm nở của một cô gái 16 tuổi bỗng dưng lụi tàn trong phút chốc bởi sự ham muốn ích kỷ của kẻ khác. Bóng tối nuốt chửng vạn vật, bi kịch dẫm nát đời người, trên cây cổ thụ già, con chim lợn không biết từ đâu đáp xuống, cất lên tiếng kêu lanh lảnh thê lương. Từ dạo bị phát hiện ngất xỉu ở ngoài vườn, bà Văn cứ nửa tỉnh nửa mê. Lúc mê man thì không sao, hễ mở mắt ra, bà lại gào tên út hoa, khiến ông Văn và Bành rất đau đầu. Vì sợ chuyện này sẽ lan truyền ra ngoài, nên đích thân hai cha con chăm sóc bà Văn không cho đôi tớ đến gần. Ngay cả Trâm là dâu cũng chỉ có thể đến thăm mẹ chồng mỗi khi bà ngủ Châm lấy làm lạ nên nhiều lần hỏi chồng má bị bệnh gì mà chữ hoài không khỏi vậy mỗi lúc như vậy bành lại viện lý do giải thích qua loa thì bệnh người già thôi không có gì đâu mà sao không cho tôi tớ trong nhà chăm sóc má mà anh với tía phải đích thân làm vậy má bệnh khó chịu trong người không muốn gặp ai hết chỉ cho phép hai đứa con anh tới gần thôi cứ coi là như vậy đi nhưng em là phận dâu con Đằng lý ra em nên là người trông nó má Vì mặt anh với tía lại không cho Bành nắm lấy hai tay của Trâm Xoa xoa vài cái rồi nói Anh cưới em về là để thương yêu Chứ đâu phải để chịu vất vả Yên tâm đi Chuyện của má cứ giao cho anh và tía lo Lời nói của Bành rất xuôi tai Nên Trâm cũng chẳng còn thắc mắc gì nữa Mãi cho đến một ngày Đồn điên xảy ra chuyện nên ông Văn và Bành phải đi xử lý Trâm lo lắng bà Văn Ở nhà một mình Ở trong phòng sẽ xảy ra chuyện Bèn đến chăm sóc cho bà Lúc Trâm bước vào phòng Thì bà Văn vẫn còn ngủ Nên cô chỉ im lặng ngồi cạnh bên giường bà Bỗng dưng bà Văn bật dậy Chọn chừng hai mắt hét lớn Đừng mà Út Hòa ơi Con trai tôi không có ý giết cô đâu mà Xin cô tha cho gia đình chúng tôi Trâm sững sờ khi nghe thấy những lời này, cô vội chụp lấy vai bà Văn gấp gáp hỏi. Mà nói gì vậy má? Út Hoa là ai? Tại sao anh Bành lại lại giết cô ấy? Không hiểu sao bà Văn lại nhìn Trâm thành Út Hoa. Bà sợ hãi cố gắng đẩy cô ra, cất giọng rên rỉ. Tôi, tôi thật sự hối hận lắm rồi. Xin cô Út Hoa đừng đến tìm tôi nữa. Tôi van cô, tôi lại cô má nhìn kỹ lại đi, con là Trâm, con dâu của má nè. Đúng lúc này, ông Văn và Bành vừa về tới, thấy Trâm đang ở trong phòng, ông Văn lập tức tái mặt. Bành, bỏ dẫn vợ mày ra ngoài. Bành cũng hoảng hốt chẳng kém gì cha của mình, gã túm lấy tay Trâm, kéo cô đi một mạch, Trâm dãy nảy lên. Anh làm cái gì vậy? Buông em ra. Sau khi ra khỏi phòng, Trâm vùng khỏi tay Bành, nhìn gã bằng ánh mắt hoang mang tột độ. Những gì mà nói lúc nãy là sao? Anh giải thích đi. Bành vò đầu bứt tai. Lúc này gã thật sự chẳng biết phải nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ này của chồng, Trâm đã lờ mờ đoán được mọi việc. Cô hỏi tiếp. Út hoa là ai? Vừa nghe thấy hai chữ út hoa, Bành lập tức tái mặt, gã nắm lấy hai tay Trâm, hạ giọng van nài anh xin làm Châm. em đốt Trâm. Em được câu hỏi gì nữa có được không? Trâm hất tay bảnh ra, nghiêm túc nhìn gã. Nếu anh không nói cho em biết, tự em sẽ đi tìm hiểu. Dứt lời, Trâm vừa định say người bỏ đi thì bị bành kéo lại. Hắn lưỡng lựa một lúc thì lên tiếng. Thôi được rồi. Chúng ta về phòng trước đã. Rồi anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em nghe. Sau khi bà Văn đã nằm ngủ trở lại Ông Văn lập tức sang phòng tìm Bành. Vừa đi tới trước cửa, ông đã thấy con trai lững thững bước ra. Ông liền lên tiếng hỏi: Vợ mày đâu rồi? Bành nhìn ông Văn bằng ánh mắt thất thần đáp: Sau, sau khi còn đẹp tất cả mọi chuyện kể cho cô ấy nghe, thì cô ấy nổi giận đùng đùng bỏ đi rồi. Ông Văn giật mình rít giọng mắng: Trời ơi, còn ấy là con! Mày ăn cái giống gì mà ngu vậy Tự nhiên kể hết cho vợ mày nghe làm gì Là cô ấy ép con Cô ấy bảo Nếu con không nói thì cô ấy sẽ tự đi điều tra Con sợ quá nên Ông Văn muốn chửi bành thêm gì đó Nhưng cuối cùng lại thôi Ông thở dài một tiếng rồi xoay người đi Giờ đây mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ông Thôi thì đành thuận theo ý trời vậy Ông Văn trở về phòng ngồi cạnh giường vợ chờ đợi một tương lai u ám sắp sửa giáng xuống đầu sau khi biết được sự thật kinh hoàng ông không biết con dâu của mình sẽ hành động thế nào im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay vạch tội gia đình ông trước mọi người ngồi được một lúc ông văn thiếp đi lúc nào không biết thời gian trôi qua một cách chậm chạp khi ông văn mở mắt ra lần nữa thì căn phòng đã tối đen như mực Ông vừa định đứng dậy mở đèn thì chợt nhìn thấy một cái bóng trắng đứng thu lu trong góc tường. Ông Văn nheo mắt, cố gắng nhìn rõ dung mạo cái bóng trắng ấy nhưng không được bởi khắp phòng đều đang bị bóng đêm nuốt chừng. Bỗng cái bóng trắng lao nhanh về phía ông Văn như một cơn gió. Vươn hai tay chụp lấy cổ ông ghi chặt ông xuống đất. Lúc này, khi mặt đã áp mặt, ông Văn mới có thể nhìn rõ tướng mạo của bóng trắng. Không ai khác chính là út hoa. Ông Văn kinh hãi, ra sức giãy rủa muốn đẩy út hoa ra. Nhưng đôi tay gầy guộc của út hoa lại giống như hai thanh sắt cứng, không làm sao lay chuyển được. Út hoa bóp chặt cổ ông Văn hét lớn. Trả lại mạng cho tôi, quần khốn nạn. Ông Văn không thể thở được, mặt mày tái xanh, không còn một chút huyết sắc nào ông há to miệng, lưỡi thè ra, hai mắt trợn trừng hoảng loạn. Làm ơn, tha cho tôi. Ông Văn bật dậy, chống ngực vẫn còn đập thình thịch. Ông giáo giác nhìn quanh căn phòng, phát hiện mình vẫn đang ngồi ở mép giường và vừa ngủ thiếp đi. Lúc này, ông Văn mới dần bình tĩnh lại. Ông đưa tay xoa xoa tim, thở hồn hẹn nói. Thì, thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Tên đệ tớ hớt hải chạy vào, hoảng hốt nói. Sợ dạ, bợ bẩm ông, có, 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 chuyện không hay rồi ạ? À? Lòng ngực ông Văn lập tức nhảy lên một cái, sốt ruột hỏi. Có chuyện gì? Dạ, mợ, mợ hai bị lật xuồng, chết, chết đuối rồi ông ơi. Ông Văn giật bắn người, nhưng chỉ được một lúc ông lại ngẩn ra. Cô con dâu vừa biết được bí mật động trời của gia đình ông vừa mới qua đời lúc này ông thật sự không biết mình nên vui hay buồn tiếng khóc tức tuổi vang vọng từ phía nhà trước ông văn bước ra xem thì thấy hai vợ chồng xuôi ra đang ngồi cạnh thi thể trâm nước mắt rơi lã trã... mẹ trâm gục người bên xác con gái gào thét trong đau đớn trời ơi là trời sao số của con tôi lại khổ thế này con đây là con con bỏ đi rồi Thì tía ma biết sống sao Bành đứng lặng gần đó Nhìn chằm chằm vào Trâm, Toàn thân gã tê liệt Chẳng nói được nên lời Tuy gã không yêu người vợ này Nhưng khi nhìn thấy cô ấy nằm yên bất động Sức sống cạn kiệt Thì trong lòng gã cũng có phần hụt hẫng Dù rằng cái chết của Trâm Sẽ giúp cho bí mật của gia đình bành Được ngủ yên Không sợ bị ai vạch trần nhưng gã vẫn không nỡ suy cho cùng đêm hôm đó bành chỉ vì say mê sắc đẹp của út hoa muốn cưới cô làm vợ lẽ mới thiếu suy nghĩ làm ra chuyện tày trời chứ thật tâm gã nào muốn hại chết cô giờ đây cũng vậy cho dù trâm đã biết những việc ác ôn của gã và gia đình thì gã cũng không nhẫn tâm nhìn cô trở thành một cái xác không hồn cả người lạnh lẽo tâm trạng ông văn lúc này cũng giống như bành hành động phi tang thi thể của út hoa ngày đó đều chỉ vì muốn bảo vệ cho con trai chứ ông cũng chẳng phải là kẻ đại gian đại ác dẫu cái chết của trâm sẽ giúp cho ông và gia đình được an toàn nhưng thâm tâm ông lúc này chẳng thể cười nổi đúng lúc này bỗng dưng cái thây đang nằm yên bất động của trâm bật dậy cô mở mắt ra nhìn quanh mọi người khiến ai nấy đều tá hỏa mấy tên đầy tớ mặt mày tái xanh đồng thanh hét lớn ủa xác chết sống lại cứu với trâm thấy mọi người đều sợ hãi mình thì bình tĩnh nói là cái gì mà la tôi còn sống rành rành đây chết hồi nào trâm quay sang cha mẹ lúc này cũng tràn đầy hoảng loạn nở nụ cười thản nhiên tia má đừng sợ con như vậy con là trâm con gái của tia má đây mà toàn bộ mọi người trong phòng đều sững sở, miệng mở to nhưng không thể nói được lời nào bởi người chết sống lại thật sự là chuyện vô cùng khó tin sau khi trâm tỉnh lại cô chẳng hề đề cập gì đến chuyện của út hoa nghĩ rằng vợ đã tha thứ và chấp nhận che giấu tội ác này dù mình nên bành mừng rỡ lắm tối hôm đó trong lúc đang ngủ bành vòng tay ôm gỉ lấy trâm dịu giọng thì thầm bên tai cô Vợ à, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn cái gì? Trâm xoay người lại đối diện với Bành. Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt tái nhợt âm u của Út Hoa áp sát vào Bành, làm gã kinh hãi tột cùng, tứ chi buồn rồn. Út Hoa khẽ cười, cất lên giọng nói lanh lành, hỏi. Làm gì mà sợ tôi dữ vậy? Không phải anh rất thích tôi sao? Bành từ từ lùi về phía mép giường rồi mất thăng bằng té thẳng xuống đất út hoa nghiêng đầu nhìn bảnh bật cười khanh khách hai mắt cô hơi cong lên thành hình trăng non ra chiều thích thú lắm nhưng ngay sau đó từ trong mắt mỗi miệng của út hoa không ngừng trào ra nước chẳng mấy chốc đã thấm đẫm quần áo của cô út hoa đưa hai tay tự ôm lấy cơ thể của chính mình rên rỉ nói ở suy nước rất lạnh, rất tối, tôi sợ lắm. Út Hoa bước xuống giường, chậm chậm đi về, hướng bành, khiến gã sọn gai ốc, lông khắp người dựng đứng hết cả lên. Bành cố lết đôi chân rụng rời, không chút sức lực nào của mình, về phía sau, tránh càng xa Út Hoa càng tốt, miệng gã theo thào van xin. Út Hoa, xin, xin, xin tà cho tôi, tôi, tôi thật sự không có ý làm hại cô tôi chỉ vì quá thích cô nên, nên mới làm liều út hoa dừng dưng nhìn bành vẻ mặt cô không hề có một chút cảm xúc nào trước những lời nói khẩn thiết của người đối diện anh thích tôi mà lại làm hại cuộc đời tôi cướp mất mạng sống của tôi thích một người không phải là như vậy đâu anh chỉ là si mê nhan sắc của tôi ích kỷ muốn chiếm lấy tôi làm cổ riêng mà thôi bành chắp hai tay vào nhau gặp người bái lại út hoa chán của gã liên tục đập xuống mặt đất đến rớm cả máu giọng nói mang theo nức nở vang vọng giữa đêm trường xin cổ út hoa tha cho tôi trăm sai ngàn sai cũng do tôi là tôi trẻ người non giả, không suy nghĩ kỹ cả mọi chuyện mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay tôi biết tội của tôi rồi. Sau này tôi hứa sẽ ăn năn sám hối, trục lại lỗi lầm do mình gây ra. Mong cô út rủ lòng nhân tử mà tha mạng cho tôi. Út Hòa đứng lặng, nhìn bành hồi lâu cũng không nói lời nào. Trong đôi mắt của cô lúc này phảng phất một nỗi buồn man mác. Bành căng thẳng quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt của út hoa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Rồi út hoa khẽ nói Tôi vốn muốn giết anh Nhưng ngẫm nghĩ Dù anh có chết Thì tôi cũng không thể sống lại Hãy nhớ những gì anh đã nói ngày hôm nay Nếu anh dám trái lời Tôi nhất định quay lại tìm anh Bành nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng Gã dối rít dập đầu Cảm ơn cô Út Hòa Cảm ơn cô nhiều lắm Khi Bành ngẩng đầu lên lần nữa Thì Út Hòa đã biến mất tứ chi của bành lúc này đã có thể cử động gã lập tức đứng dậy đi về phía giường phát hiện trâm vẫn đang nằm ngủ trên giường bành bước đến mở toang cửa sổ ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh đang chiếu một vầng sáng bao phủ cả khoảng sân rộng lớn ở bên dưới mây đen lúc này đã tan hết gió thoảng trời trong sáng hôm sau ông văn vừa mới thức dậy thì đã nghe được một tin tức động trời từ con trai bành muốn ly hôn với trâm và lên chùa xuống tóc đi tu quy y tam bảo ông ra sức khuyên ngăn bành nhưng gã cứ khăng khăng làm theo ý mình không ai có thể ngăn cản khiến ông văn vô cùng giận dữ trái với thái độ phản đối của ông văn trâm từ đầu tới cuối đều im lặng không hề tức tối hay nói nặng chồng một lời Dẫu cô xuất thân giàu có, nhưng thời đại lúc bấy giờ vẫn còn trọng nam khinh nữ. Một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ sẽ rất mất mặt và hứng chịu biết bao tai tiếng, thậm chí sau này có thể không xuất giá được nữa. Vậy mà khi nhận được tin Bành sẽ ly hôn với mình, Trâm cứ dừng dưng như không. Ngược lại nét mặt còn có chút vui vẻ. Trâm giúp Bành nói đỡ vài lời với ông Văn. Thế đừng có lại ngay nữa, đâu phải ai muốn đi tu cũng được đâu, phải có cái duyên với nhà Phật, giữ bỏ tất cả tham sân si mới có thể bước vào cửa chùa. thì hãy để chồng con được làm theo ý mình, tích thêm phước đức cho gia đình ta. Trâm nói xong lời này thì gật đầu chào ông Văn rồi đi xuống nhà sau. khi gian phòng chỉ còn lại hai cha con ông Văn mới lên tiếng: mày nói thật cho tế biết đi, tại sao đang yên đang lành lại muốn đi tu? Bành đem tất cả những gì xảy ra đêm qua kể lại cho ông Văn nghe. Ông Văn lặng người đi, thất thần nhìn Bành. Mày vì sợ út hòa, báo thủ mà muốn xúc giả Bành nhẹ mỉm cười lắc đầu. Cũng không hẳn là vậy. Còn thật sự cảm thấy mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng nên muốn dùng nửa đời còn lại của mình ăn năn sám hối. Bành vỗ vào vai ông Văn. Thì cũng phải dáng tích đức chả cái nghiệp ác mà gia đình chúng ta lỡ gây ra. Ông Văn im lặng, không nói lời nào. Ông cúi đầu thở dài ảo não. chuyện cậu hai bành con trai duy nhất của ông chủ đồn Điền Văn ly hôn người vợ vừa mới cưới chưa được bao lâu để lên chùa quy y cửa Phật, làm cho cả làng dậy sóng. Các làng bên cạnh cũng bàn tán xôn xao. Cha mẹ của Trâm vô cùng phẫn nộ, thề cạch mặt gia đình ông Văn suốt đời không làm ăn buôn bán gì nữa. Trâm thấy vậy thì lên tiếng khuyên can cha mẹ. Chuyện cũng đã lỡ rồi, còn cũng không trách hờn gì anh Bành, Tia má đừng giận nhà bên đó nữa. Mẹ Trâm bực tức nói, Phụ nữ một đời chồng sẽ bị xem thường, không ai thèm cưới, con chỉ mới 19 tuổi, cuộc đời của con sau này phải sống thế nào đây? Trâm bật cười, Ai bảo má, không ai thèm cưới con. Mẹ Trâm trưng hửng cái gì bộ có người muốn cưới con à trâm ra vẻ bí mật có thì cũng có nhưng người ta không được giàu lắm sợ tía má chê xuất thân của người ta thôi cha trâm lập tức nói nhà mình bộ chưa đủ giàu hay sao mà con cần rẻ giàu tía má chỉ mong con tìm được một tấm chồng tốt chăm sóc nửa đời sau cho con mà thôi nói đi người đó là ai trâm nhoẻn miệng cười từ từ tía má sẽ biết Bà Bảy chàm đang ngồi trong nhà, nhặt mỡ rau thì Tâm bưng một tô cá kho thơm phức bước vào, hớn hở nói. Má con bảo đem cá kho qua cho thím Bảy ăn cơm. Bà Bảy chàm vội nói, cá kho thơm quá, cho thím gửi lại cảm ơn má con nha. Mà sao bưng qua đây nhiều vậy, không để lại bên đó ăn à? Sáng nay tía con câu được mấy con cá to lắm, má con kho cả nồi, ăn mấy ngày cũng không hết bà bảy tràm xúc động thời gian qua gia đình con đã giúp đỡ thím rất nhiều thím không biết lấy gì để báo đáp tâm nghe vậy thì tỏ ra không vui thím lại nói mấy lời khách sáo rồi con đã hứa với út hòa sẽ chăm sóc thím thì con nhất định làm được bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe hơi làng này còn rất nghèo nên xe hơi là thứ vô cùng xa xỉ ngoại trừ nhà ông chủ đồn điền văn thì chẳng ai sở hữu cả. Không hiểu sao hôm nay lại có một chiếc xe hơi sang trọng động ngay trước cửa nhà bà Bảy Tràm. Từ trên xe một cô gái ăn mặc quý phái bước xuống, cô ấy chính là Trâm. Trâm ung dung bước thẳng vào nhà bà Bảy Tràm trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người dân hiếu kỳ. Không chỉ có họ, cả Tâm và bà Bảy cũng tỏ ra ngơ ngác trước sự xuất hiện bất ngờ của Trâm bà bảy tràm cất giọng hỏi cô cô là ai tại sao lại vào nhà tôi trâm gật đầu chào bà bảy tràm một cách lễ phép rồi trả lời dạ con là vợ sắp cưới của anh tâm câu nói này của trâm làm cho cả bà bảy tràm và tâm đều sửng sốt bà bảy tràm bàng hoàng nhìn tâm Còn út hòa mới mất chưa bao lâu mà con đã có vợ sắp cưới rồi hả tâm tâm kinh hãi, vội vàng lắc đầu ngoay nguẩy Con, không có, con còn chẳng quen biết gì cô ta, sao có thể cưỡi cổ được? Trâm bước đến đứng trước mặt tâm phì cười. Có thật là anh chẳng quen biết gì em không? Tâm có chút khó chịu trước thái độ của Trâm liền đáp. Mấy người cùng đinh như chúng tôi, sao có thể quen biết tiểu thư nhà giàu như cô? Cô đi lộn chỗ rồi đó. Trong lòng tôi lúc này chỉ có một mình út hoa mà thôi. Nếu cô muốn dỡn thì tìm người khác mà dỡn Đừng có tìm tôi Nhưng út hoa đã chết rồi Vậy thì đã sao Dù cô ấy không còn Nhưng mà tình cảm của tôi vẫn như vậy Chẳng hề thay đổi Trâm mỉm cười Cô giớn người lên Kề miệng sát vào tai của Tâm Khẽ thì thầm chỉ độ cho Tâm nghe Nếu em nói Em chính là út hoa của anh thì sao Tâm giật bắn mình Vội vàng đẩy Trâm ra Tức giận mắng Cô đừng có đùa kỳ cục như vậy trâm lắc đầu em không đùa em thực sự là út hoa rồi trâm quay sang bà bảy tràm rưng rưng nước mắt nhìn bà nghẹn ngào nói má con là con gái của má đây tâm và bà bảy tràm đều bàng hoàng trước những lời vừa nghe trâm lập tức giải thích tuy thân xác này thuộc về cô trâm con gái của ông bà chủ vựa gạo ở làng bên nhưng linh hồn bên trong chính là con là út hoa của má và anh Tâm. Sau đó út hoa kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra vào cái ngày châm đối nước được khiêng xác về khi út hoa bám theo ông Văn ra nhà trước thì bỗng nghe thấy một giọng nói thầm bên tai. Nguyễn Thị Út Hoa Dương Thọ cô chưa tận mà chết oan Này cõi âm cho cô một cơ hội sống lại Hãy nhập vào thân xác cô gái này Và sống tiếp tục cuộc đời còn dang dở của mình Lúc đầu út hoa còn bán tín bán nghi Bởi vì chuyện mượn xác hoàn hồn thật sự quá mức hoang đường Nhưng giờ đây cô chỉ là một bóng ma Còn gì có thể mất Thế là út hoa tiến đến gần thi thể của Trâm Từ từ chui vào bên trong Và kỳ tích thật sự đã xuất hiện Út hoa dùng thân phận của Trâm sống lại Trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người Trời cao đã thương xót Cho út hoa một cơ hội làm lại từ đầu nên khi thấy bảnh van xin tỏ ra hối hận thì cô cũng buông bỏ oán thủ tha thứ cho gã để gã dùng nửa đời còn lại sửa sai bởi dù sao bảnh cũng chỉ là một tên háo sắc muốn chiếm lấy thân xác cô để ép cô lấy gã chứ không phải dắp tâm giết chết cô ở đời ai cũng từng phạm phải sai lầm nếu người thật lòng biết ăn năn hối cải thì ta cũng không nên ôm nỗi oán hận tha thứ cho người cũng tức là tự tha thứ cho chính bản thân sau khi nghe út hoa kể rõ mọi chuyện bà bảy chàm và tâm mừng dẫu khôn cùng bà bảy giang tay ôm con gái vào lòng nghẹn ngào nói út hoa của má cuối cùng con cũng về với má rồi ôm bà bảy chàm một lúc thì út hoa buông mẹ ra cô nhỏ giọng nói sau này trước mặt mọi người má và anh tâm nhớ về gọi con là trâm út hoa hiện tại đã là một người chết tâm và bà bảy chàm cùng gật đầu út Hòa nắm lấy tay mẹ cười nói bây giờ con đã là người có tiền sau này con sẽ bao hiếu cho má không để má chịu khổ nữa đâu một giọt nước ấm lăn ra khỏi hốc mắt bà bảy chàm bà nghẹn ngào nói con còn sống là má đủ mãn nguyện rồi đời này má không cần cầu xin điều gì nữa đầu tháng sau hôn lễ long trọng của cô tiểu thư trâm giàu có và chàng trai tâm gia cảnh bình thường diễn ra trước bao ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hiếu kỳ nhìn cô dâu chú rể sánh bước bên nhau đi mời rượu từng bàn chú thím tư dằn vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhớ ngày đó khi tâm bảo rằng mình muốn cưới cô con gái duy nhất của ông chủ tiệm gạo giàu nhất làng bên chú thím còn tưởng rằng con trai bị ấm đầu nào ngờ chưa đầy một tháng mà đám cưới đã được tổ chức. Nhưng mà điều làm chú thím tư giản không ngờ nhất chính là bà Bảy Tràm rất ủng hộ cuộc hôn nhân này. Bà còn đến dự tiệc và hết lòng chúc phúc cho Tâm. Mặc dù trước đó Tâm từng là người yêu của Út Hoa, Út Hoa lại mới qua đời chưa được bao lâu. Sự thật đằng sau chuyện này chẳng một ai hiểu rõ, chỉ có cô dâu chú rẻ và bà Bảy Tràm biết được chân tướng sau khi bành xuất gia quy y cửa phật ông chủ đồn điền văn cũng thường xuyên làm từ thiện như quyên tiền xây trường mở đường làm cầu bắc qua sông cho người dân bệnh tình của bà văn cũng ngày càng thuyên giảm không còn nói năng lung tung như người điên nữa nghe được tin này trâm cũng tức là út hoa mừng lắm bởi sự tha thứ ngày đó là quyết định đúng đắn bi kịch của cuộc đời út hoa đã khép lại từ nay chỉ còn tâm và Tâm sống hạnh phúc bên nhau. Quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ nghe audio.net. Ở đây có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.